toàn cảnh chiến sự Nga-Ukraine bí ẩn kinh hoàng, cả hai chiến tuyến giấu nhẹm. Thế giới đang đối mặt với những thách thức và biến động chưa từng có, và giữa bối cảnh đó, cuộc chiến Nga-Ukraine đã nổi lên như một cơn bão địa chính trị, làm thay đổi sâu sắc tình hình khu vực và toàn cầu. Những cuộc tấn công ác liệt, các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc và sự hỗ trợ quân sự mạnh mẽ từ phương Tây đã biến cuộc xung đột này thành một trận chiến không chỉ vì quân sự mà còn về ý chí và chiến lược. Hậu trường của mỗi trận đánh là những câu chuyện đau thương, lòng dũng cảm và sự hy sinh của hàng triệu con người. Cuộc chiến không chỉ để lại những con số thương vong mà còn mang đến những hậu quả lâu dài về kinh tế, chính trị và xã hội. Giữa những bí ẩn và chiến lược giấu kín của cả hai phía, cuộc xung đột này đòi hỏi sự quan tâm đặc biệt và những giải pháp bền vững từ cộng đồng quốc tế. Mời quý vị cùng theo dõi toàn cảnh chiến sự Nga-Ukraine trong video dưới đây cùng Biến động Thời Bình. Chúng tôi hy vọng rằng, thông qua những thông tin mà kênh Biến động Thời Bình mang lại, quý vị sẽ có cái nhìn sâu sắc hơn về thế giới. Và từ đó, chúng ta cùng nhau lan tỏa thông điệp hòa bình, yêu thương và đoàn kết. Chúng tôi tin rằng mỗi một người trong chúng ta, bằng sự hiểu biết và tình yêu thương, đều có thể góp phần xây dựng một thế giới hòa bình và nhân ái. Vì tính nhân ái, chúng tôi rất mong sự đóng góp và lan tỏa từ chính quý vị bằng cách đăng ký và chia sẻ đến nhiều người hơn nữa. Cuộc chiến Nga-Ukraine là xung đột nghiêm trọng nhất thế kỷ 21. Cuộc chiến Nga-Ukraine bắt đầu từ năm 2014 với việc Nga sáp nhập Crimea đã leo thang thành một cuộc xung đột toàn diện vào tháng 2 năm 2022, một trong những cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong thế kỷ 21. Cuộc chiến này không chỉ gây ra những thiệt hại nặng nề về nhân mạng và tài sản, mà còn kéo dài, tác động sâu rộng đến tình hình chính trị và kinh tế toàn cầu. Sự căng thẳng giữa Nga và Ukraine đã thu hút sự chú ý và phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế. Từ các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga đến sự hỗ trợ quân sự và nhân đạo cho Ukraine, hàng triệu người dân đã phải rời bỏ nhà cửa, tạo ra một cuộc khủng hoảng tị nạn lớn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai. Cuộc chiến này không chỉ là một xung đột quân sự mà còn là một thảm họa nhân đạo với những hậu quả khó lường trước cho cả khu vực và thế giới. Bối cảnh địa chính trị phức tạp và đầy biến động này đòi hỏi sự chú ý đặc biệt từ các nhà lãnh đạo toàn cầu nhằm tìm ra giải pháp hòa bình và bền vững. Nga-Ukraine, từ Euromaidan đến Crimea, ngòi nổ chiến tranh. Cuộc chiến Nga-Ukraine không thể được hiểu một cách đầy đủ nếu không xem xét các nguyên nhân lịch sử sâu xa đã dẫn đến xung đột này. Một trong những sự kiện quan trọng nhất là phong trào Euromaidan vào năm 2013-2014 khi hàng trăm người dân Ukraine biểu tình tại quảng trường độc lập ở Kyiv đòi hỏi chính phủ ký kết thỏa thuận liên kết với Liên minh châu Âu-EU. Các cuộc biểu tình này đã biến thành một phong trào dân chủ rộng lớn, lật đổ chế độ của Tổng thống Viktor Yanukovych, người được xem là thân Nga. Sự thay đổi chế độ này đã gây ra sự căng thẳng cực độ giữa Ukraine và Nga, dẫn đến sự kiện Nga sáp nhập Crimea vào tháng 3 năm 2014. Crimea, với vị trí chiến lược và cảng biển quan trọng ở Biển Đen, đã trở thành tâm điểm của sự cạnh tranh quyền lực giữa hai quốc gia. Việc sáp nhập Crimea, mặc dù được thực hiện thông qua một cuộc trưng cầu dân ý mà Nga khẳng định là hợp pháp, đã bị phần lớn cộng đồng quốc tế xem là vi phạm luật pháp quốc tế và chủ quyền của Ukraine. Điều này đã châm ngòi cho các cuộc xung đột vũ trang tại miền đông Ukraine, đặc biệt là tại các khu vực Donetsk và Luhansk, nơi các lực lượng ly khai thân Nga được cho là được hỗ trợ bởi Nga, đã khởi đầu cuộc chiến chống lại chính phủ Ukraine. Cuộc xung đột này đã kéo dài và trở nên khốc liệt, với hàng ngàn người thiệt mạng và hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Đến năm 2022, tình hình trở nên phức tạp và căng thẳng hơn, khi Nga bắt đầu tập trung lực lượng quân sự dọc biên giới Ukraine. Nga đã đưa ra những yêu cầu an ninh quan trọng đối với NATO, đòi hỏi liên minh này phải ngừng mở rộng về phía đông và cam kết không bao giờ kết nạp Ukraine làm thành viên. Đây là một phần của chiến lược địa chính trị lớn hơn của Nga nhằm đảm bảo một vùng đệm an ninh quanh biên giới của mình. Tuy nhiên, Ukraine với khát vọng gia nhập EU và NATO để bảo trợ và tăng vị thế trên chính trị đã kiên quyết phản kháng lại các yêu cầu này. Việc Nga tiến hành cuộc tấn công quân sự toàn diện vào Ukraine vào tháng 2 năm 2022 là đỉnh điểm của các căng thẳng này. Cuộc tấn công này được chuẩn bị kỹ lưỡng với sự huy động lực lượng lớn, chiến thuật tấn công nhanh chóng và các hoạt động chiến tranh mạng phức tạp. Mục tiêu ban đầu của Nga có vẻ như là nhanh chóng chiếm Kyiv và thay đổi chính quyền Ukraine. Nhưng sự kháng cự mạnh mẽ của quân đội và người dân Ukraine đã làm thất bại kế hoạch này. Cuộc chiến hiện nay không chỉ phản ánh mâu thuẫn địa chính trị giữa Nga và Ukraine, mà còn là biểu hiện của cuộc đối đầu lớn hơn giữa Nga và phương Tây. Đối với Nga,
việc giữ Ukraine nằm ngoài tầm ảnh hưởng của NATO và phương Tây là một yếu tố sống còn để bảo vệ an ninh quốc gia và giữ vững quyền lực trong khu vực. Đối với phương Tây, đặc biệt là Mỹ và các nước NATO, việc ủng hộ Ukraine không chỉ là vấn đề bảo vệ một quốc gia dân chủ mà còn là việc duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật pháp và ngăn chặn sự bành trướng của Nga. Sự phức tạp của cuộc chiến này đòi hỏi sự hiểu biết sâu về lịch sử, địa chính trị và các chiến lược quân sự của cả hai bên. Nga, với tư cách là một cường quốc quân sự và chiến lược, đã sử dụng một loạt các biện pháp từ tấn công trực diện, chiến tranh hỗn hợp đến các biện pháp gây sức ép kinh tế và ngoại giao để đạt được mục tiêu của mình. Ukraine, ngược lại, đã thể hiện một tinh thần kháng cự mạnh mẽ, sự linh hoạt trong chiến thuật và sự hỗ trợ quốc tế để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mình. Cuộc chiến Nga-Ukraine là một minh chứng rõ ràng cho thấy những xung đột hiện đại không chỉ diễn ra trên chiến trường mà còn trên nhiều mặt trận khác nhau, từ kinh tế, chính trị đến truyền thông và công nghệ. Đây là một cuộc xung đột phức tạp và đa chiều, đòi hỏi sự quan sát kỹ lưỡng và phân tích sâu sắc từ các nhà quân sự, chiến lược gia và giới chính trị quốc tế. Từ tấn công chớp nhoáng đến kháng cự quyết liệt. Cuộc chiến Nga-Ukraine từ khi bùng nổ vào tháng 2 năm 2022 đã trải qua nhiều giai đoạn chiến sự phức tạp và khốc liệt, thể hiện rõ sự thay đổi chiến lược và chiến thuật của cả hai bên. Chiến dịch tấn công ban đầu của Nga. Vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, Nga đã khởi động chiến dịch quân sự với một cuộc tấn công tên lửa vào sân bay Antonov ở Hostomel, gần thủ đô Kyiv. Cuộc tấn công này nhằm chiếm giữ sân bay chiến lược để tạo điều kiện cho một cuộc tấn công nhanh chóng vào Kyiv, hy vọng giành chiến thắng trong vòng một tháng. Tuy nhiên, kế hoạch này nhanh chóng gặp khó khăn do sự kháng cự quyết liệt từ phía Ukraine. Mặt trận phía Bắc và Kyiv, Nga mở màn một cuộc tấn công bằng cách tấn công tên lửa vào sân bay Antonov, với mục tiêu sử dụng sân bay này làm bàn đạp để tiến vào Kyiv. Tuy nhiên, quân đội Ukraine đã phản ứng nhanh chóng, huy động đến 4 lữ đoàn để bảo vệ sân bay và khu vực lân cận. Sự kháng cự mạnh mẽ từ quân đội Ukraine cùng với các vấn đề hậu cần của Nga đã làm gián đoạn kế hoạch ban đầu của Nga. Quân đội Nga không thể đổ quân vào Hostomel và tiến vào Kyiv như dự định, buộc họ phải thay đổi chiến lược. Mặt trận phía Đông và Donbass. Nhận thấy không thể đạt được mục tiêu nhanh chóng chiếm Kyiv, Nga chuyển hướng tập trung vào miền đông Ukraine, đặc biệt là khu vực Donbass. Các lực lượng Nga, các đơn vị ly khai thân Nga đã gia tăng các cuộc tấn công vào Donetsk và Luhansk nhằm kiểm soát toàn bộ khu vực này. Các trận đánh tại đây diễn ra ác liệt với sự tham gia của pháo binh, xe tăng và lực lượng bộ binh. Mặt trận phía Nam và Mariupol. Nga cũng trải quân ra tấn công Mariupol, một thành phố cảng chiến lược ở biển Azov. Cuộc bao vây Mariupol kéo dài nhiều tháng với các cuộc tấn công pháo kích liên tục và chiến tranh đường phố khốc liệt. Mục tiêu của Nga là ngăn chặn các lực lượng Ukraine tăng viện và dồn lực lượng để làm suy yếu khả năng phòng thủ của Ukraine ở các khu vực khác. Mặt trận phía Đông Bắc và Kharkiv. Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, cũng trở thành mục tiêu của lực lượng Nga. Các cuộc tấn công vào Kharkiv diễn ra liên tục với pháo binh và tên lửa, gây ra sự tàn phá lớn. Tuy nhiên, quân đội Ukraine đã tổ chức phòng thủ mạnh mẽ, ngăn chặn các đợt tấn công và duy trì sự kiểm soát của thành phố. Các trận đánh lớn. Trận đánh tại Kyiv. Chiến dịch tấn công vào Kyiv ban đầu của Nga đã gặp phải sự kháng cự quyết liệt từ quân đội Ukraine và lực lượng phòng thủ địa phương. Quân đội Ukraine đã sử dụng chiến thuật du kích và chiến tranh đô thị hiệu quả làm chậm bước tiến của lực lượng Nga. Sau nhiều tuần giao tranh ác liệt, Nga đã phải rút lui khỏi các khu vực ngoại ô của Kyiv vào đầu tháng 4 năm 2022, đánh dấu một thất bại chiến lược lớn. Trận đánh tại Mariupol. Mariupol đã trở thành một trong những điểm nóng chiến sự không liệt nhất. Sau nhiều tháng bao vây và pháo kích không ngừng, lực lượng Nga cuối cùng đã chiếm được Mariupol vào tháng 5 năm 2022. Cuộc chiến tại Mariupol đã gây ra sự tàn phá to lớn và thương vong nặng nề, nhưng cũng cho thấy sự kháng cự kiên cường của các lực lượng Ukraine. Trận đánh tại Donbass. Khu vực Donbass tiếp tục là nơi diễn ra các trận đánh ác liệt. Lực lượng Nga và các đơn vị ly khai đã tập trung các nỗ lực tấn công nhằm kiểm soát toàn bộ khu vực này. Các trận đánh tại đây diễn ra trên diện rộng với sự tham gia của các đơn vị pháo binh, xe tăng và bộ binh. Quân đội Ukraine đã tổ chức các cuộc phản công chiến lược, giành lại một số khu vực quan trọng và gây tổn thất nặng nề cho lực lượng Nga. Trận đánh tại Kharkiv. Kharkiv, mặc dù bị tấn công liên tục, đã trở thành một biểu tượng của sự kháng cự. Quân đội Ukraine với sự hỗ trợ của dân chúng địa phương đã tổ chức các chiến dịch phòng thủ hiệu quả, ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga và bảo vệ thành phố khỏi sự chiếm đóng. Sự phản công của Ukraine và việc tái chiếm lãnh thổ. Sau các cuộc tấn công ban đầu của Nga,
quân đội Ukraine đã tổ chức lại lực lượng và bắt đầu thực hiện các chiến dịch phản công. Một trong những chiến dịch phản công đáng chú ý nhất diễn ra vào mùa hè năm 2022, khi quân đội Ukraine tiến hành các cuộc tấn công chớp nhoáng tại khu vực Kharkiv, giành lại một số vùng lãnh thổ quan trọng và buộc lực lượng Nga phải rút lui. Tại khu vực phía nam, Ukraine cũng đã tổ chức các cuộc phản công hiệu quả, đặc biệt là tại khu vực Kherson. Sự tái chiếm Kherson vào cuối năm 2022 đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng, cho thấy khả năng tổ chức và chiến đấu của quân đội Ukraine ngày càng được cải thiện. Nhìn chung, cuộc chiến Nga-Ukraine đã trải qua nhiều giai đoạn biến động với các cuộc tấn công và phản công liên tục. Cả hai bên đều chịu tổn thất nặng nề, nhưng sự kiên cường và tinh thần chiến đấu của quân đội Ukraine đã khiến cuộc chiến trở nên phức tạp và khó lường hơn. Sự hỗ trợ quốc tế, đặc biệt là từ phương Tây, đã đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao khả năng phòng thủ và phản công của Ukraine, tạo ra những thay đổi chiến lược quan trọng trên chiến trường. Hệ lụy đau thương từ cuộc chiến Nga-Ukraine. Cuộc chiến Nga-Ukraine đã để lại những hậu quả nghiêm trọng về mặt nhân đạo và xã hội, ảnh hưởng sâu rộng đến hàng triệu người. Dưới đây là cái nhìn chi tiết về tình hình thương vong, cuộc khủng hoảng tị nạn và những ảnh hưởng kinh tế do cuộc chiến gây ra. Con số biết nói từ chiến trường đau thương. Thương vong cho dân thường. Tính đến đầu năm 2024, hàng chục ngàn dân thường đã thiệt mạng và ngàn người khác bị thương do các cuộc tấn công và giao tranh ác liệt. Các cuộc pháo kích và không kích liên tục đã gây ra nhiều thiệt hại cho các khu dân cư, khiến nhiều người mất mạng và bị thương. Thiệt hại về cơ sở hạ tầng. Các thành phố lớn như Mariupol, Kharkiv và nhiều khu vực khác đã bị tàn phá nghiêm trọng. Hàng trăm ngàn ngôi nhà, bệnh viện, trường học và các công trình công cộng đã bị phá hủy hoặc hư hỏng nặng. Ước tính tổng thiệt hại về vật chất lên tới hàng trăm tỷ đô la Mỹ. Làn sóng di cư lớn nhất châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai. Số lượng người tị nạn. Cuộc chiến đã dẫn đến một cuộc khủng hoảng tị nạn lớn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai. Hơn 8 triệu người Ukraine đã phải rời bỏ nhà cửa để tìm kiếm an toàn, trở thành người tị nạn cả trong và ngoài nước. Các quốc gia tiếp nhận tị nạn. Các nước láng giềng như Ba Lan, Hungary, Romania và Slovakia đã tiếp nhận số lượng lớn người tị nạn Ukraine. Ba Lan là nước tiếp nhận nhiều nhất với hơn 3 triệu người tị nạn. Ngoài ra, các quốc gia khác trong EU và các nước xa hơn như Canada và Mỹ cũng đã mở cửa đón nhận người tị nạn. Điều kiện sống của người tị nạn. Người tị nạn thường sống trong các trại tị nạn, nhà tạm cư hoặc nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng địa phương và các tổ chức từ thiện. Điều kiện sống tại các khu vực này rất khó khăn, thiếu thốn các nhu cầu cơ bản như chỗ ở, thực phẩm và chăm sóc y tế, tạo ra những thách thức lớn cho các quốc gia tiếp nhận và các tổ chức nhân đạo. Ảnh hưởng kinh tế, suy thoái, thất nghiệp và lạm phát cao. Suy thoái kinh tế. Nền kinh tế Ukraine đã chịu ảnh hưởng nặng nề với GDP giảm mạnh do thiệt hại về cơ sở hạ tầng, gián đoạn trong sản xuất và thương mại. Nga cũng phải đối mặt với suy thoái kinh tế do các biện pháp trừng phạt từ phương Tây ảnh hưởng đến nhiều ngành công nghiệp và xuất khẩu. Mất việc làm. Cuộc chiến đã làm gián đoạn hoạt động kinh tế, dẫn đến tình trạng thất nghiệp gia tăng đáng kể. Hàng triệu người mất việc làm, đặc biệt là trong các ngành công nghiệp bị ảnh hưởng trực tiếp bởi xung đột và trừng phạt kinh tế. Lạm phát. Giá cả hàng hóa, đặc biệt là thực phẩm và năng lượng đã tăng vọt do sự gián đoạn trong chuỗi cung ứng và các biện pháp trừng phạt kinh tế. Lạm phát cao đã đẩy nhiều người vào tình trạng khó khăn, làm tăng thêm gánh nặng kinh tế cho người dân Ukraine và Nga. Cuộc chiến Nga-Ukraine không chỉ là một cuộc xung đột quân sự mà còn là một cuộc khủng hoảng nhân đạo và kinh tế với quy mô lớn. Sự tàn phá vật chất, khủng hoảng tị nạn và suy thoái kinh tế đã tạo ra những thách thức to lớn đòi hỏi sự hợp tác và hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế để giải quyết và tìm kiếm giải pháp bền vững. Phản ứng toàn cầu, trừng phạt Nga, hỗ trợ Ukraine và nỗ lực ngoại giao. Cuộc chiến Nga-Ukraine đã gây ra những phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế, đặc biệt là từ các quốc gia phương Tây. Giờ đây là cái nhìn chi tiết về các biện pháp trừng phạt đối với Nga, sự hỗ trợ quân sự và nhân đạo cho Ukraine và các nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình. Biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Nga. Trừng phạt kinh tế, cấm vận và hạn chế thương mại. Các quốc gia phương Tây, bao gồm Mỹ, EU, Anh và nhiều nước khác đã áp đặt các biện pháp cấm vận kinh tế nghiêm ngặt lên Nga. Các biện pháp này bao gồm hạn chế xuất khẩu và nhập khẩu, cấm vận dầu mỏ và khí đốt và đóng băng tài sản của các cá nhân và tổ chức có liên quan đến chính quyền Nga. Hệ thống tài chính, Nga bị loại khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT, gây ra những khó khăn lớn trong việc thực hiện các giao dịch tài chính quốc tế. Các ngân hàng Nga cũng bị cấm vận, gây ra sự gián đoạn nghiêm trọng trong hệ thống tài chính của Nga. Đầu tư vào công nghệ.
Các biện pháp trừng phạt cũng bao gồm hạn chế đầu tư và cấm cung cấp công nghệ cao, đặc biệt là trong lĩnh vực như công nghệ thông tin, hàng không và quốc phòng, làm giảm khả năng phát triển kinh tế và quân sự của Nga. Trừng phạt ngoại giao, trục xuất các nhà ngoại giao. Nhiều quốc gia phương Tây đã trục xuất các nhà ngoại giao Nga để phản đối hành động xâm lược của Nga. Các biện pháp này nhằm cô lập Nga trên trường quốc tế và làm suy yếu ảnh hưởng ngoại giao của Nga. Đình chỉ và loại bỏ khỏi các tổ chức quốc tế. Nga đã bị đình chỉ hoặc loại bỏ khỏi nhiều tổ chức quốc tế, bao gồm Hội đồng châu Âu và các sự kiện quốc tế quan trọng khác, nhằm tăng cường áp lực ngoại giao lên chính quyền Nga. Sự hỗ trợ quân sự và nhân đạo cho Ukraine. Hỗ trợ quân sự, vũ khí và trang thiết bị. Mỹ, EU và NATO đã cung cấp một lượng lớn vũ khí và trang thiết bị quân sự cho Ukraine. Điều này bao gồm hệ thống phòng không, xe tăng, pháo binh, máy bay không người lái và các loại vũ khí hiện đại khác. Sự hỗ trợ này đã giúp nâng cao khả năng phòng thủ và tấn công của quân đội Ukraine, góp phần vào các chiến thắng chiến lược trên chiến trường. Huấn luyện quân sự. Các lực lượng quân đội của Ukraine đã nhận được sự huấn luyện từ các chuyên gia quân sự của NATO, giúp nâng cao kỹ năng chiến đấu và chiến thuật, đồng thời cải thiện khả năng tổ chức và chỉ huy. Hỗ trợ nhân đạo. Viện trợ nhân đạo. Các quốc gia phương Tây và tổ chức quốc tế đã cung cấp viện trợ nhân đạo khẩn cấp cho Ukraine, bao gồm thực phẩm, nước uống, thuốc men và các nhu yếu phẩm cơ bản. Viện trợ nhân đạo này đã giúp đỡ hàng triệu người dân Ukraine đang chịu cảnh khốn khó do cuộc chiến. Chương trình tị nạn. Nhiều quốc gia đã mở cửa đón nhận người tị nạn Ukraine, cung cấp chỗ ở, hỗ trợ tài chính, y tế và giáo dục. Điều này đã làm giúp giảm bớt gánh nặng cho Ukraine và tạo điều kiện sống an toàn cho những người phải rời bỏ nhà cửa. Các nỗ lực ngoại giao. Đàm phán hòa bình. Thương lượng giữa các bên. Các cuộc đàm phán hòa bình đã diễn ra nhiều lần giữa Ukraine và Nga với sự trung gian của nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế. Mặc dù có những bước tiến nhỏ, nhưng các cuộc đàm phán này chưa đạt được kết quả bền vững và thường bị phá vỡ do tình hình chiến sự leo thang. Vai trò của Thổ Nhĩ Kỳ và Belarus. Thổ Nhĩ Kỳ và Belarus đã đóng vai trò là các địa điểm tổ chức đàm phán giữa Nga và Ukraine, cố gắng thúc đẩy tiến trình hòa bình và giảm căng thẳng. Vai trò của các tổ chức quốc tế. Liên Hợp Quốc, UN. Liên Hợp Quốc đã liên tục kêu gọi chấm dứt xung đột và tổ chức các cuộc họp khẩn cấp để thảo luận về tình hình. UN cũng đã triển khai các sứ mệnh nhân đạo để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng. Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, OSCE. OSCE đã tham gia vào việc giám sát và báo cáo tình hình chiến sự, đồng thời hỗ trợ các nỗ lực hòa giải và bảo vệ quyền con người. Phản ứng quốc tế đối với cuộc chiến Nga-Ukraine đã tạo ra một mặt trận phức tạp với nhiều biện pháp trừng phạt, hỗ trợ và nỗ lực ngoại giao. Các biện pháp này không chỉ nhằm mục đích gây áp lực lên Nga mà còn hỗ trợ Ukraine trong việc bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời tìm kiếm các giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột kéo dài và đầy đau thương này. Chiến sự khốc liệt. Cuộc chiến Nga-Ukraine tính đến thời điểm hiện tại vẫn đang diễn ra với sự khốc liệt tại nhiều điểm nóng chiến sự. Dưới đây là mô tả chi tiết về tình hình chiến sự và các tuyên bố, động thái mới nhất từ lãnh đạo các bên liên quan. Donbass, Bakhmut và Avdiivka. Donbass vẫn là một trong những khu vực chiến sự khốc liệt nhất. Tại Bakhmut và Avdiivka, lực lượng Nga và Ukraine đang giao tranh ác liệt với các trận đánh liên tục ngày đêm. Cả hai bên đều sử dụng pháo binh, tên lửa và các loại vũ khí hạng nặng khác để cố gắng giành quyền kiểm soát các khu vực chiến lược này. Severodonetsk và Luhansk. Cuộc chiến tại Severodonetsk và Luhansk cũng rất căng thẳng với việc lực lượng Nga tiến hành các cuộc tấn công mạnh mẽ nhằm chiếm giữ toàn bộ khu vực. Ukraine đang tập trung lực lượng để phòng thủ và phản công nhằm giữ vững các vị trí quan trọng. Kherson. Giao tranh dọc sông Dnipro. Kherson đã trở thành điểm nóng sau khi Ukraine tái chiếm được thành phố này vào cuối năm 2022. Hiện tại, giao tranh chủ yếu diễn ra dọc sông Dnipro, với cả hai bên sử dụng pháo binh và tấn công bằng tên lửa để kiểm soát khu vực này. Nga đang cố gắng củng cố vị trí của mình ở phía đông sông, trong khi Ukraine tiếp tục tấn công để đẩy lùi lực lượng Nga. Zaporizhia. Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Tình hình tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia tiếp tục là một mối lo ngại lớn. Các cuộc pháo kích và giao tranh gần khu vực này đã gây ra nguy cơ về an toàn hạt nhân, khiến cộng đồng quốc tế quan ngại. Cả Nga và Ukraine đều cáo buộc lẫn nhau về việc tấn công vào nhà máy này. Kharkiv. Chiến dịch phản công. Kharkiv vẫn là một khu vực chiến sự quan trọng. Ukraine đã tiến hành nhiều chiến dịch phản công thành công tại đây, đẩy lùi lực lượng Nga ra khỏi các vùng ngoại ô và giành lại một số khu vực chiến lược. Tuy nhiên,
tình hình vẫn rất căng thẳng với các cuộc pháo kích và giao tranh nhỏ lẻ diễn ra thường xuyên. Động thái mới nhất từ hai chiến tuyến. Nga, tuyên bố từ Tổng thống Vladimir Putin. Tổng thống Putin gần đây đã tái khẳng định mục tiêu của Nga trong cuộc chiến, bao gồm việc bảo vệ người dân Nga và duy trì quyền kiểm soát các khu vực chiến lược. Ông Putin cũng nhấn mạnh rằng Nga sẽ tiếp tục các chiến dịch quân sự cho đến khi đạt được các mục tiêu đề ra. Động thái quân sự, Nga đã tăng cường triển khai quân đội và thiết lập quân sự tới các khu vực chiến sự, đồng thời thực hiện các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn nhằm phô diễn sức mạnh và duy trì áp lực lên Ukraine. Ukraine, tuyên bố từ Tổng thống Volodymyr Zelensky. Tổng thống Zelensky đã kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục hỗ trợ quân sự và nhân đạo cho Ukraine. Ông Zelensky cũng nhấn mạnh quyết tâm của Ukraine trong việc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và khẳng định rằng Ukraine sẽ không nhượng bộ trước bất kỳ yêu sách nào của Nga. Động thái quân sự, quân đội Ukraine đang tập trung vào các chiến dịch phản công tại Donbass và Kherson, đồng thời củng cố các vị trí phòng thủ tại Kharkiv và Zaporizhia. Ukraine cũng đã nhận thêm vũ khí và trang thiết bị từ các đồng minh phương Tây giúp nâng cao khả năng chiến đấu. Cộng đồng quốc tế, Mỹ và NATO. Mỹ và các nước NATO tiếp tục cung cấp hỗ trợ quân sự và nhân đạo cho Ukraine. Gần đây, NATO đã triển khai thêm binh sĩ và thiết bị quân sự tới các nước thành viên ở Đông Âu để đối phó với các mối đe dọa từ Nga. Liên minh châu Âu EU. EU đã tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với Nga, bao gồm mở rộng các lệnh cấm vận và hạn chế thương mại. Đồng thời, EU cũng cam kết cung cấp viện trợ kinh tế và nhân đạo cho Ukraine nhằm giúp nước này vượt qua khó khăn trong thời kỳ chiến tranh. Tình hình hiện tại của cuộc chiến Nga-Ukraine vẫn đang diễn biến phức tạp và căng thẳng. Các điểm nóng chiến sự tiếp tục là nơi diễn ra những trận đánh ác liệt, trong khi các lãnh đạo của Nga, Ukraine và cộng đồng quốc tế đều đưa ra các tuyên bố và động thái nhằm đạt được lợi thế chiến lược. Sự hỗ trợ từ phương Tây và các nỗ lực ngoại giao vẫn tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc định hình tương lai của cuộc xung đột này. Tương lai bất định của cuộc chiến Nga-Ukraine. Tiếp tục chiến sự. Cuộc chiến này có thể tiếp tục kéo dài với những cuộc giao tranh ác liệt ở nhiều khu vực chiến sự. Cả Nga và Ukraine đều không đạt được những mục tiêu chiến lược dài hạn, dẫn đến tình trạng bế tắc quân sự kéo dài. Tình trạng này sẽ kéo theo những thiệt hại nặng nề về người và của, tạo ra áp lực lớn lên các nguồn lực quốc gia và quốc tế và tiếp tục gây ra khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng. Đàm phán hòa bình. Các bên xung đột dưới áp lực của cộng đồng quốc tế và những tổn thất nặng nề có thể chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán để tìm kiếm một giải pháp hòa bình. Sự trung gian của các tổ chức quốc tế và các quốc gia lớn có thể đóng vai trò quan trọng trong quá trình này. Nếu đạt được thỏa thuận hòa bình, xung đột có thể giảm bớt hoặc chấm dứt, mở ra cơ hội tái thiết và phục hồi cho Ukraine. Tuy nhiên, việc thực thi và duy trì hòa bình sẽ cần có sự giám sát chặt chẽ và cam kết lâu dài từ tất cả các bên. Leo thang xung đột. Cuộc xung đột có thể leo thang nếu một trong hai bên hoặc cả hai quyết định mở rộng phạm vi chiến tranh. Điều này có thể dẫn đến sự can thiệp quân sự trực tiếp từ các quốc gia khác hoặc sử dụng các loại vũ khí hủy diệt cao hơn. Leo thang xung đột sẽ gây ra những hậu quả thảm khốc không chỉ cho Nga và Ukraine mà còn cho toàn bộ khu vực và thế giới. Nguy cơ chiến tranh toàn diện và khủng hoảng hạt nhân có thể trở nên hiện hữu, đe dọa an ninh toàn cầu. Quan hệ Ukraine. Kịch bản tiêu cực, quan hệ giữa Nga và Ukraine có thể tiếp tục căng thẳng và thù địch trong nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ với sự gia tăng của các biện pháp trừng phạt và các hành động trả đũa. Vai trò của phương Tây. Kịch bản tiêu cực. Phương Tây, đặc biệt là NATO và EU, có thể tiếp tục tăng cường biện pháp đối phó với Nga, dẫn đến một cuộc chiến tranh lạnh mới với sự gia tăng căng thẳng và chi tiêu quân sự. Kịch bản tích cực. Phương Tây có thể đóng vai trò quyết định trong việc thúc đẩy hòa bình và ổn định thông qua việc cung cấp hỗ trợ tái thiết và tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán hòa bình. An ninh khu vực. Kịch bản tiêu cực. Xung đột kéo dài hoặc leo thang có thể gây ra bất ổn khu vực, tăng nguy cơ xung đột ở các khu vực khác và làm suy yếu cấu trúc an ninh châu Âu. Kịch bản tích cực. Nếu đạt được hòa bình, khu vực có thể ổn định trở lại, mở ra cơ hội cho hợp tác và phát triển kinh tế, đồng thời giảm thiểu nguy cơ xung đột trong tương lai. Cuộc chiến Nga-Ukraine với những diễn biến phức tạp và đầy đau thương đã để lại những hậu quả nghiêm trọng về nhân đạo và kinh tế, không chỉ cho hai quốc gia mà còn cho toàn thế giới. Các điểm nóng chiến sự vẫn đang diễn ra ác liệt và các nỗ lực ngoại giao, mặc dù có tiến bộ, vẫn chưa đạt được một giải pháp bền vững. Tương lai của cuộc xung đột này có thể theo nhiều kịch bản khác nhau, từ tiếp tục chiến sự, đàm phán hòa bình đến leo thang xung đột, mỗi kịch bản đều mang theo những hệ quả sâu rộng.
cộng đồng quốc tế cần duy trì sự chú ý và tăng cường các nỗ lực nhằm giải quyết xung đột, thúc đẩy hòa bình và xây dựng lại những gì đã bị phá hủy. Chỉ thông qua sự hợp tác và cam kết chung, chúng ta mới có thể hy vọng vào một tương lai hòa bình và ổn định cho Nga, Ukraine và toàn bộ khu vực. Hãy cùng nhau kêu gọi các bên liên quan ngồi vào bàn đàm phán và đẩy mạnh các biện pháp nhân đạo và tái thiết để không chỉ chấm dứt cuộc xung đột hiện tại mà còn xây dựng một nền tảng vững chắc cho hòa bình và phát triển bền vững trong tương lai. Kính thưa quý vị khán giả, chúng tôi, đội ngũ kênh Biến Động Thời Bình, xin gửi lời tri ân sâu sắc đến tất cả các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trên hành trình tìm hiểu về những biến động chính trị trên toàn thế giới. Mục tiêu của chúng tôi là mang lại những thông tin khách quan, trung thực về chiến sự thế giới, đồng thời truyền tải thông điệp nhân văn, kêu gọi hòa bình và tình yêu thương giữa con người với con người. Tôn chỉ và tiêu chí hoạt động. Tinh thần nhân đạo. Chúng tôi luôn đặt tinh thần nhân đạo lên hàng đầu, kêu gọi hòa bình buông vũ khí và bài trừ chiến tranh. Mọi nội dung đều nhằm mục đích thúc đẩy sự hiểu biết và tình yêu thương giữa các dân tộc. Trung lập và khách quan. Chúng tôi cam kết không định hướng dư luận, không tuyên truyền bất kỳ tư tưởng chính trị nào và không kích động bạo lực. Kênh luôn giữ vững lập trường trung lập, không đứng về bất kỳ phe phái nào. Bảo vệ chính nghĩa. Chúng tôi tôn trọng và bảo vệ các giá trị nhân quyền, quyền tự do và chính nghĩa. Chúng tôi tin rằng chỉ có hòa bình và sự hiểu biết mới có thể mang lại hạnh phúc và an lành cho nhân loại. Miễn trừ trách nhiệm. Nội dung trên kênh Biến Động Thời Bình chỉ mang tính chất tham khảo và không thể hiện lập trường chính thức của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ hậu quả nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc diễn giải thông tin từ kênh. Chúng tôi hy vọng rằng thông qua những thông tin mà kênh Biến Động Thời Bình mang lại, quý vị sẽ có cái nhìn sâu sắc hơn về thế giới và từ đó chúng ta cùng nhau lan tỏa thông điệp hòa bình, yêu thương, đoàn kết. Chúng tôi tin rằng mỗi một người trong chúng ta, bằng sự hiểu biết và tình yêu thương, đều có thể góp phần xây dựng một thế giới hòa bình và nhân ái. Trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi và ủng hộ kênh Biến Động Thời Bình. Sự ủng hộ và góp ý của quý vị là nguồn động lực to lớn để chúng tôi không ngừng hoàn thiện và phát triển. Chân thành cảm ơn đội ngũ kênh Biến Động Thời Bình. Nếu cảm thấy yêu thích nội dung này, quý vị đừng quên để lại một like video và ấn đăng ký kênh Biến Động Thời Bình để không bỏ lỡ những nội dung mới nhất từ chúng tôi nhé. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.